ngày hôm nay, mùng 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đã hết thời hạn kháng án theo quy định, nhưng không nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Hải Dương, chủ mưu trong vụ án sát hại 6 người tại huyện Trơn Thành. Vì vậy, bản án tử hình với Dương đã có hiệu lực. Theo đó, kể từ thời điểm tuyên án sơ thẩm vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, các bị cáo có 15 ngày tính theo ngày làm việc để kháng án. Tuy nhiên, đến nay, chủ mưu là Nguyễn Hải Dương không kháng án, do đó bản án tử hình với Dương đã có hiệu lực. Chỉ có hai đồng phạm là Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng án của mình, bị cáo Tiến lấy lý do bị Dương khống chế, uy hiếp tinh thần trong suốt quá trình gây án. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Hải Dương tử hình, Vũ Văn Tiến tử hình và Trần Đình Thoại 16 năm tù. Cả ba bị cáo cùng phạm hai tội danh là giết người và cướp tài sản.